Mẹ ruột đột ngột qua đời. Diễn viên hài Thu Trang viết tâm thư gửi đến bạn bè và khán giả. Những chia sẻ của Thu Trang khiến khán giả không khỏi xúc động, nghẹn ngào. Cách đây ít ngày, cư dân mạng không khỏi bàng hoàng khi Thu Trang cùng ông xã Tiến Luật bất ngờ đổi ảnh đại diện cùng ảnh bìa sang màu đen. Dù cả hai không nhắc đến chuyện buồn của gia đình, nhưng nhiều nguồn tin cho biết mẹ ruột của nữ diễn viên vừa qua đời. Tối ngày 11 tháng 5, Thu Trang đã có bài đăng chính thức nói về sự ra đi của mẹ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Trong bài đăng, cô nghẹn ngào cho biết sự ra đi đột ngột của mẹ là đau đớn không gì có thể bù đắp. Có những sự chia ly ập đến quá nhanh là mình không ngờ được. Đến bây giờ mới đủ bình tĩnh hơn để viết những dòng này. Hôm 30 tháng 4, đi Sydney Tour ngày đầu của nghề siêu dễ mà lòng mình như lửa đốt. Chào khán giả ở rạp quận 9 xong là hai vợ chồng mình chạy như bay đến bệnh viện. Nếu tối hôm đó mọi người thấy Thu Trang không tươi như mọi lần, xin hãy thông cảm cho Trang. Vì Trang cũng muốn tươi vui nhất có thể, mà sao khó quá. Mấy hôm sau, tình trạng sức khỏe của mẹ Trang trở xấu, và rồi mẹ ra đi mãi mãi. Cũng trong bài đăng này, bà xã Tiến Luật gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè, đồng nghiệp cùng khán giả đã an ủi, động viên, giúp đỡ trong lúc tan gia bối rối. Đặc biệt, Thu Trang khiến người hâm mộ dơi bớt phần lo lắng khi nhanh chóng vực lại tinh thần và khẳng định sẽ luôn nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai. Biết bao nhiêu lời cảm ơn, nói làm sao hết. Chuyện buồn cũng đến, người cũng ra đi. Mình biết là bản thân và mọi người đã cùng nhau cố gắng rất nhiều. Những điều ấy không hề uổng phí hay phải tiếc nuối gì nữa. Hành trình tiếp theo, Trang sẽ nỗ lực gấp 3, gấp 4 lần. Nỗ lực cả phần thương yêu và kỳ vọng của mẹ Trang. Một lần nữa, Trang và gia đình xin cảm ơn tất cả những tấm chân tình và sự quan tâm của mọi người đã bên cạnh và ủng hộ, động viên từ xa. Xin cảm ơn chị Bảy đã ráng cùng con. Phần sau để con ráng cho. Hết mệt, hết đau rồi đó mẹ ơi. Được biết, thuở sinh thời, dù tất bật với tổ ấm nhỏ và công việc nghệ thuật, nhưng Thu Trang luôn cố gắng cân bằng và dành nhiều thời gian báo hiếu mẹ ruột. Về phần Tiến Luật, anh cũng từng chia sẻ việc được bố mẹ vợ rất mực yêu mến và luôn binh vực. Bây giờ tôi trong mắt ba mẹ vợ như cục vàng vậy. Bên nhà Trang cũng vậy. Khi có chuyện gì thì ba mẹ Trang binh tôi đầu tiên chứ không phải binh Trang. Sự ra đi của mẹ là một mất mát to lớn không gì bù đắp được của diễn viên Thu Trang. Xin thành kính phân ưu, chia buồn cùng gia đình.